bạo này. Mời cả nhà. Thanh ớt nó xuất hiện đấy, nhai giòn gâu góng thanh ớt. Tuyệt vời. Cái này là ăn nó ngọt chứ không phải cái loại ớt dài dài không đấy, nó có một dấp đôi lâu ngày không gặp cả nhà, nhớ cả nhà yêu quá, cả nhà yêu quý kênh Nước Biển cho mình một like nhá. Nói chung là cái công việc ta buộc ta phải ăn phải làm thôi cả nhà nhé. Chứ bình thường ai ăn lắm. Xúc mạnh vào miếng to vào thế, đút vào miếng vào. Sắp ba luôn. Đấy, ăn thế nó mới đã đời ta điền chưa? Đang thế à? Đấy. Chưa cay. Chưa cay. Vẫn chưa đủ bả. Đấy. Được rồi. Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà, ngày mưa gió quá. Mưa quá hôm nay cả nhà, chẳng có cái gì lại làm mà cái clip hôm nay chia sẻ cả nhà lại làm một đĩa tiết canh. Đấy, ra bò tươi nhờ bà lấy cho ít thịt với lại ít tiết của bà về đây là làm đĩa tiết canh to để tí nữa tiếp ông Thánh ớt. Lâu lắm rồi ông Thánh ớt ông đi làm về bảo không báo trước, bây giờ này kiếm ở đâu ra được đồ ngon nữa, nòng mè nữa, chỉ còn mỗi tiết canh với lại mua bà mua cho ít thịt ngon với sụn băm ra để rang cái đánh thôi cả nhà. Thế mình và đi băm nhá, để Thánh ớt đang trên đường đến đây rồi. À, tiếp đãi Thánh ớt nguyên một đĩa tiết canh thôi cả nhà. Có không có gì cả, những ngày mưa gió này. Mấy ngày mưa gió mùa. Mưa to tiết canh đây cả nhà. Mình đến từ ngày làm một đĩa này để tiếp đó Thánh ăn ớt đến thì giao đi chỗ làm một từ ngày thôi. Làm một khay này thôi. Đây có thịt đây. Và tươi ra và dọn cho. Còn chợ này còn ít sụn lắm. Thịt này cho mình băm rang lên nhá, băm thông rang để đánh. Làm một khay này thoải mái từ ngày ăn. Đĩa tướng là cho thị Thánh Tích Canh nó đi làm về hôm nay nó mới bảo thì làm cho nó ăn, còn mình thì ăn hàng ngày cả cả nhà biết rồi đấy. Đây này là cái sụn. Đấy, cả nhà mình đã băm xong nhá, toàn sụn này. Cả nhà sẽ bổ chất lượng của cuộc sống nhá. Hôm nay có Thánh ớt đến giao lưu. Thánh ớt đi làm về thèm cái canh quá. Thèm cái canh quá. Đấy, cả nhà nhìn thấy bổ nhá. Đấy, bây giờ là cho vào rang nhá cả nhà, băm hành khô. Đã cho vào rang thì hành không cần nướng nữa cả nhà. Băm hành với ớt đẫn vào đây. Xin chào kẻ yêu. Thánh ớt hôm nay xuất hiện. Lâu lắm rồi bỏ Thánh ớt bóc cho hành để hành ớt thì băm lẫn vào. Đây cả nhà, đây hành khô ớt các kiểu đây. Để cho tí nữa ăn cay ăn ngoài, Thánh ớt thì nó phải ăn ngoài nữa. Cho vào để xào lẫn. Đấy, Thánh ớt phải rang nạc. Thánh ớt rang nạc, Thánh Tích Canh thì rang nhân. Đấy, hành ớt này ở nhà cho vào đây rang hết cho thơm. Thơm quá. Dễ không muối rồi. Nhưng mà rang săn này nó còn thơm nữa. Có phải không? Đã chảy riêng miếng chưa? Nhiều quá rồi. Hôm nay Thánh ớt và Thánh Tích Canh vào bếp. Lần đầu tiên Thánh ớt vào bếp làm cùng với lại Thánh Tích Canh. Hai đầu bếp. Cả nhà bây giờ mình sẽ tráng khay nhé. Đấy, nước sôi chưa? Đấy, nước sôi luôn này. Xong mình sẽ cho nhân vào đây. Còn đây là gừng. Thánh ớt thích ăn gừng, sẽ cho nước sôi vào ngâm gừng luôn nhé. Đó. Nóng nha cả nhà. Đó. Cái này tráng đi tráng lại này, thấy chưa? Đảm bảo an toàn chưa? Nhìn sạch sẽ chưa? Nóng hổi vừa hổi luôn. Khay thoải mái, hớt cân thịt. Rau thơm ra thức này, định thái một ít cái rau thơm này vào tiết canh, nhưng mà ông Thánh ớt ông bảo thôi để ăn ngoài, ông không thích ăn, ông để ăn ngoài thôi cả nhà, thế là thôi không thái nữa. Đây cả nhà này, một khay chưa, nhân rang giòn tan thơm phức. Đây còn đây là nước gừng nha, nóng hổi nha. Đấy, nhiều gừng quá, ông Thánh ớt rồi ông cũng quen và thích ăn nước gừng thơm ngon. Và thực ra cái dân nhân rang này nó săn với ớt hành nhiều rồi thì không có nước gừng cũng được mà, nhưng đấy nước gừng thì để cho an toàn. Đấy, mình sẽ đi đánh nhé cả nhà nhé.
đánh 7 môi, 7 môi nước và 7 môi tiết cả nhà. Mình múc sâu cái này xuống này có quả bã gừng ở đây nè, đấy cả nhà này. Đấy. Múc sâu nữa là cái bã gừng, ăn cả cái bã gừng cả nhà. Mình ăn cay như thế nhá, còn bạn nào không ăn cay thì lấy nguyên nước luôn. Đấy cả nhà, đã xong. Ôi cả nhà, đã xong rồi nhá. Đông đặc luôn. À, đánh cái canh nhân rang này nó không thể được đông như tuyệt đối như là đánh nhân hoặc đấy cả nhà, nhưng mà thế này nó quá đẳng cấp rồi. À, mà cả nhà ăn cùng mình với lại thánh ớt nhá. Làm đĩa cái canh siêu to luôn. Hôm nay tiếp Khánh thánh ớt chỉ một đĩa cái canh này thôi, không có cái gì khác. Chỉ chuyên gia tiết canh này. Đi làm lâu ngày mà chỉ thèm tiết mỡ tiết canh này đơn giản nhất rồi. Gặp biển thì đúng là biển tiết canh. Đấy, mời cả nhà nha, chiến đấu với lại thánh ớt. Hôm nay ớt từ xa trở về thèm tiết canh, điện cho mình thì làm nguyên tiết canh thôi. Đấy, đông chưa? Đấy, chào các thằng em. Chào cả nhà yêu nhá. Thôi ăn luôn đi. Ăn luôn đấy. Thôi chỉ có gì nữa đâu mà nhắm thì chỉ ăn đi thôi. Chào cả nhà. Nhưng mà làm view cái này đã, trước khi vào đã. Xem cốc rượu của Hà Giang. Rượu Hà Giang. À, rượu, chả muốn rượu Hà Giang thôi. Phần mày đấy không có bọn tao uống hết lâu rồi. Chúc sức khỏe. Hôm mày để điện đây mà phần mày ít. Oai oà. Đây mình làm từ này thôi. Ông ấy chơi một cốc. Cái ông ấy rắc nạc mà ăn đâu rắc đấy. Chanh đây. Ăn đâu vắt đến đấy. Cho đỡ thơm. Không thấy chanh à? Đấy khổ thế. Thì ớt rồi. Đấy. Ui đông thế. Cái này đánh không mang ra ăn cái này, vẫn được đông lắm, phải đánh cái này đúng. Cái này phải lấy xe ben xúc. Cứ ăn thoải mái, ăn mạnh bạo mời cả nhà. Thánh ớt năm nay xuất hiện ấy, nhài giòn gấu góng như chó nhà xương. Thơm đấy. Ngon. Vẫn chưa được cay. Chưa được cay à? Em là cái mặt sắp đôi. Này hồn quen rồi. Cái nhà thông cảm nhá. Một cộng tí thông cảm. Làm gì phải thông cảm, nói chung là mình ăn được thế nào cứ ăn thôi. Đấy, cả nhà có để ý gì đâu, biết sao là hôm nay là gọi tiếp thánh ớt là có bữa tiết canh không. Đấy hiện nay mình làm thế này. Sở trường tiết canh cả nhà, sở trường tiết canh. Cả nhà thông cảm mùi giọng ớt. Đấy, miếng trời hai quả đấy, khiếp quá, đúng không? Thánh ớt. Tuyệt vời. Cái này ăn nó ngọt. Nó ngọt lắm, cực ngọt luôn. Thịt luộc thì là ngon, mà thịt luộc là nó đánh dễ đánh nhất. Đúng rồi. Đánh cái nhân rang này này mày biết không? Ớt này thì alo cho Nguyễn Biển nhá. Sẵn ớt này lắm. Sốc đôi à? Một xanh quả này phát là một xanh đỏ. Với em là chỉ có sốc đôi thôi. Cả nhà chia sẻ cái loại ớt này là đủ bã đấy, chứ không phải cái loại ớt dài dài không. Đấy, nó có một dấp đôi lâu ngày không gặp cả nhà, nhớ cả nhà yêu quá. Cả nhà yêu quý Pin Miếu Biển cho mình một like nhá. Nói cho tí chanh vào nè. Bảo chỉ thích tiết canh, ba biển canh có ngay nhiều nó phải đi làm cả nhà. Nó làm gần, mới về hôm kia cả nhà. Nó ở gần mình cơ mà, nó do nó đá ra vài bữa là sửa ngay. Làm sao được cái bác thánh như bác biển được. Không, thánh ớt thì hơn bác biển. Thánh cái canh thì hơi thua tí. Nói chung là cái công việc ta buộc ta phải ăn, phải làm thôi. Mời cả nhà nhé. Chứ bình thường ai ăn lắm. Xúc mạnh vào miếng to vào, thế đúp hai ba miếng vào. Sắp ba luôn. Đấy, ăn thế nó mới đã đời ta điền chưa? Đang thèm. Đấy. Chưa cay. Chưa cay, vẫn chưa đủ bả. Đấy. Được rồi. Rau sống rau cỏ có chanh ấy không ăn nữa cả nhà, thế cho nên là nhiều khi các bạn xem là thấy cái thông cảm thôi. Đấy, người ăn được người không mà sở trường người ăn được người không ăn được nó như thế. Nước gừng nó thơm. Ăn cái này em ạ. Mời cả nhà. Đưa sâu vào một cốc với đấy, rượu phần mày đấy, không lại bảo là gì? Rượu Hà Giang.
Đi xa bảo gọi điện cho anh Biển là phải phải vần. Còn còn nít nữa, gọi nó khoảng cái đâu rồi, nó như thế. Em thì mấy hôm nữa em đi thôi. Không phải sắp đâu. Ta phải vất tranh. Em thích làm. Chú anh Xuân là không thích tranh mấy đâu. Ta làm quá rồi. Quá thế à? Đi đi. Quá rồi, đi liệt rồi. Ta mà ăn được 2-3 quả mày một miếng như mày là ta lại kiềm cả thánh ớt. Thấy cái cảnh thánh ớt, mời cả nhà nha. Thua mỗi Biển Ngũ Ngọc thích anh thôi, còn để mà ớt thì Biển Ngọc chỉ có thua. Người nhà yêu. Ngon. Sụt nó giòn. Hành thơm. Nhân ra nó thơm rồi. Nước gừng nó lại thơm nữa. Rau này vào miếng nấn, nhưng thánh ớt không thích. Vẫn như cay cả nhà. Kiểu này căng. Mấy cái cây thế thì phải rất thêm ớt. Mấy cái cành hết nửa đi ớt. Cái nhà thông cảm nhớ. Cái nhà thông cảm cái tí ớt này bình quân là tớ là cứ 2 bữa thêm đi. Không có vét mà. Hôm ta đánh cái cành này hành này. Đánh cái cành những nguyên giang này ra cho nha. Hạt dổi này. Ớt hành cũng như này nhiều nha. Rồi là quế bằng kem không? Không, thì hạt dổi thôi. Quế nó toàn cái đầu nóng. Làm gì nó chả không đông được nó hãm. Có nghĩa là nó vẫn không đông như tiết nợn, tiết luộc. Cho hạt dổi này, cho cả quế này, toàn cái đầu nóng. Ớt này, hôm nay tao cho ớt cày chưa chưa, khỏi mà ăn ngoài luôn. Nhưng mà không, toàn cái đầu nóng mà, là nó hãm. Nhưng mà gặp anh ớt thì tắt điện. Wow. Nhưng mà cái giống này là nó không đông được như là tiết tiết nặng là tiết nhân luộc. Tiết luộc là nó đông bao giờ nó đông hơn. Nhưng mà cái này em thấy đông lắm rồi. Cái này chắc cả nhà không phải không nói gì, mà nó nhiều rồi. Quen rồi. Tao gần mày mà là phải thánh ớt mất. Cũng một quả. Nếu mà ăn được nó đua nhau nào. Không, cái này ăn ớt thì không đua được đâu. Nhiều người không ăn được. Ăn luôn cả cống hành cũng ngon. Quá chứ. Đã gọi vào đây là bả ra tấp. Mình to cái này. Một ngày vô nhân. Ăn đầy mồm nó sướng. Với như cái canh mấy cả nhà. Bình thường. Thế mà nhiều bác bảo là cái này là cay lắm rồi. Em lấy cái này cay mấy. Đang ngồi cần mày số đấy là hai quả cái này cũng cay quá. Cay quá nhỉ? Ngủ với tai. Kèn kèn cái. Cứ kèn kèn cái này. Nâu nó không gặp thanh ớt. Phần mày đi làm đi xa mà vẫn thèm cái canh mà nhớ vào phần em rượu ngô. Rượu ngô. Trơm cốc á. Người ta mới phần giam giữ nó có lâu. Ừ, rượu thơm đấy. Ngô. Thơm của mùi ngô ngô. Sao ăn thích anh không à? Quên à? Quên bài rồi. Quên bài rồi. Nguyên bằng mấy quả. Sao em không thích cay gì mấy nhỉ? Cả nhà mới phát 2 quả. Ớt tươi. Một cái nhà yêu. Bảo nó lên phía kia nó rất ớt tươi nên ăn. Còn nó mà ăn ớt muối của mình chắc là hết 4 món nọ của mình mất. Và ớt tươi. Ngon, khá ngon luôn. Thấy ý nạc anh ạ? Và em thấy ý nạc không? Ý nạc à? Ừ. Thấy ý nạc đấy. Ăn uống nó rất đơn giản cả nhà. Người thích ăn nạc, người thích ăn như thế. Anh tranh anh bắt nhá. Em anh tranh anh bắt. Thôi tao ăn của tao bắt của. Khổ thế. Người ăn món nọc món kia, người ăn tranh, người ăn không. Còn rau sống này thì thích ăn ngoài, không thích băm vào nhân. Cái này băm nhân hay chảy nước. Đúng rồi. Hay chảy nước. Quay mày kèn cái đấy. Cô lại kèn. Mua cái này vô. Hôm nay được cái nó mát rồi. Được mát rồi. Mưa, về mùa đông. Các bạn đi xa về thèm cái canh của anh Biển quá. Về mùa đông này mưa lạnh lạnh giờ nhưng mọi khi tầm này rét thì mình vẫn đang bật quạt phù phù như kia. Tối qua gọi điện cho anh Biển luôn và sáng nay cho em một đĩa thức canh.
Chỉ thích anh không thôi. Ui, rắn này đi thật. Chân thơm. Mới chung hai cái quả. Cái này cái vẫn ăn. Một quả ít thế. Ăn hai quả với em đi. Sắp đồ rồi nhá. Hai miếng rồi nhá. Một cái này nhiều nhá. Ăn miếng. Miếng nữa. Nhưng mình nắm ớt nữa vào đây nha, để cho Thánh ớt review. Được rồi. Tuyệt vời mà sao? Có cái hành thơm đấy. Hành. Hành khô à. Thơm là hành khô. Thơm là mùi nhân gian. Ngọt của, nước dùng như này. Nước gừng. Thơm là. Nhiều khi có nói diễn thì nói hay. Không ăn được có diễn mắt. Diễn là mắt. Không ăn được diễn là mắt thật. Không ăn được diễn cái gì. Không đố em với em. Đố em có này bình thường. Có gì đâu. Ủi như toài to quá anh ơi. Ui cả kia là tốt chị ơi. Ui cái nhà thương cái này ớt nữa nha. Nhà thương cái miếng này to quá. Cứ ăn miếng to mà. Đóng miếng bằng tay mồm. Em sợ còn sấp đôi luôn này. Người nhà yêu. Khoan nữa. Ăn miếng to mà. Ăn uống rồi đầy mồm nó sướng. Vẫn nóng. Các bạn. Đấy, bật quạt, cả nhà bật quạt vù kia mình vẫn nóng. Các bạn đây là toàn đồ nóng hết. Gừng. Toàn gừng, toàn ăn đồ nóng. Toàn nóng hết. Ớt, gừng đánh bao nhiêu là múc cả bã gừng. Đấy, bà chị bà cho ớt đỏ luôn. Rất cho toàn ớt đỏ. Đúng tôi dường mình. Ớt đỏ nó có cái thơm của ớt đỏ mà nó xanh nó có thơm của ớt xanh. Thế em thấy bảo ớt này nhiều người kêu quả cay lắm. Sao đấy? Thế đối em bình thường nhỉ? Sắp đôi. Quá nó được quả. Nguyên trong này nó có. Nhưng em thật đấy anh em ấy bình thường. Chóng đi. Nặng chút sức khỏe đấy. Nhận chút sức khỏe này. Nhiệm vụ của mày hết đấy. Nói chung là chỉ hết quay thôi, không khôi được. Để ngồi trong cái nó dễ uống rồi, nên là tí nó bừng phết đấy. Đúng rồi, phải là tóc cào hết quay. Phần của mày ấy. Hôm nay được uống rồi, còn được kia mai ta uống nốt hai ba bữa này hết. Còn nít. Còn mắt thì tròn, còn mắt thì chuột nữa. Thì chuột thì hôm nào ra phải, nhưng em mày đi làm. Mấy hôm nữa em đi mà. Ăn làm sao được. Mấy hôm nữa em đi mà. Mấy hôm nữa đi, rằng mày cứ nghĩ là chuột ra như kiểu ra chợ mua thịt này về ăn. Ta phải đi bẫy, đi thăm, rồi khó mới ăn được. Em khoảng 4 năm hôm nữa em đi. Rồi ăn đi em, ăn mạnh cho hết đi. Chuột nhưng mà cứ nghĩ mai là có được. Lâu lắm rồi chưa ngồi ăn thịt chuột với anh Biển. Như bỡ nhá, nó có hôm nay thì là không có. Mai nó có được vài con cóp lại. Gọi là để nuôi luôn, nuôi dần luôn. Về cóp. Chứ không phải là như là chạm thích ăn thịt chuột này là mua là có ngay không? Một cái yêu nhá. Chúng là miếng to mà. Không khúc được ấy, sắp đôi luôn ấy. Sắp đôi sắp bàn rồi hết đi. Ăn niên hoàn cước. Tuyệt vời quá. Ăn này bao giờ chán anh. Như là thơm. Thơm thật. Phải thơm. Thơm mà. Nếu mà đánh ít thì là nó đông. Nhưng mà nó không đông như kiểu mình luộc. Không đông như kiểu mình luộc. Cơ mà mình đánh tỉ lệ quá dày. Quá nhiều. 3 phần đấy. Em tính 3 phần đấy. Cả nó thay cái nhà. 3 phần đấy. Đánh mà mỏng đi đánh ít thì bác con thì độc ngày nó đông cái lương. Cái nhà biết rồi. Đông này biết rồi. Hết phần bên ngay. Đúng 3 phần luôn. Đó chiều sâu. Chiều sâu đấy. Cái này mà nếu mà tính ra bát con cơm mình ấy, bát mắt mắt này nó rơi vào tổng cỡ phải 11 12 bát. 11 12 bát. Đến đầy 10 bát, cứ gọi là 10 bát tính. Nhưng mà 10 bát đầy lắm. Tính cho nặng. 10 bát đầy lắm. Nhân này nó còn hao á. Đúng rồi. Nhân luộc thì nó không hao đâu. Nhưng mà ăn cái này nó quá. Nhưng mà cái này nó lại dai hơn là thịt luộc. Anh hiểu không?
Cái này thơm hơn nhưng mà cái sai hơn. Cũng một miếng quả. Hai miếng đấy. Hai quả đây. Thôi chịu. Những này đã bù tay rồi. Chứ gọi thánh được. Gọi thánh canh rồi. Còn tớ ở nhà không phải nói gì đúng không? Không phải giết sâu nữa. Thế thế ăn. Sắp đôi hai miếng luôn. Sắp đôi hai miếng. Ngoạn rồi hết. Ngon và ăn nhiều. Thơm, giòn. Có được vừa. Đầy mồm. Không, làm mình làm video gọi là video ăn miếng to nó ngon, có nhỏ nhá ăn. Hoàn. Thời buổi bây giờ 4.0, 5.6 chứ không phải. Người ta nhận hối những... Ai gọi em? Kèn cái nhỉ? Anh em mình chăng đấy. Kèn này. Mời cái này vô. Tí canh chia đôi cả nhà. Của nó một nửa. Còn ít quá cả nhà, phải chia đôi. Không sợ ăn hết. Bên này là bên Trung, bên này bên Việt. Sợ anh để mua sợ ăn hết. Nhỏ chơi luôn cho vui. Vâng. Mời cái này vô không? Nhưng một canh này nhiều lắm. Nhiều, lo đấy. Ui giời, đông này. Bây giờ cái mà cái yêu không cần đẹp đẽ sao hoa, tại mình làm chân thật, mình làm để ăn đấy, chứ không phải làm hàng làm chậm. Chừng này phải đánh phải được mấy chục bát để bát chấm bát cơm này, chừng này phải hơn chục bát. Cái kênh nó làm mới biết, còn anh em con cháu trong nhà làm để ăn, miễn sao là ngon, cứ thích ăn gì phải ngon thì nó ăn ngon rồi. Ngon. Chưa đủ cay cái à? Chưa ăn luôn. Nãy kia. Có sức khỏe. Thôi nhưng mà tao nôn mày nôn nha, làm miếng to à? Thế tôi không, anh em mình chia rồi. Chia rồi. Nhớ người ta mà miếng này là hết, còn mày nhiệm vụ mà cầm cái đĩa về vàng kìa. Còn okay. Chào khán giả video nó cũng dài lắm. Đây, tao phải làm hai miếng hết. Ây à, cho ớt vào. Ôi, bắt sức mẹ nữa làm sao được. Cho ớt vào. Nhưng mà nặng quá. Nặng quá thôi á. Nó bị ghét rồi. Em bữa xìa đấy. Để tay nó gión lại. Cả nó nhanh. Đang thèm. Dạ dạ tất cả nhá. Nhìn bả là tao xìa. Cứ nào, chốc thôi. Để nó làm biết nó làm hết. Ừ. Ngon quá. Ngon quá vậy. Ừ. Được rồi. Còn ở đây nữa. Ngon. Tụ dai. Giòn. Ăn uống này là quả này. Ngon. Ăn uống này nó chân thật. Nó mang cái nó gần nó đúng thực sự. Nó không kiểu khách sáo ý tứ. Đúng rồi. Quá cực kỳ luôn. Nhưng mà nắm bổ, nắm sụn lắm. Sụn quá. Ăn nhiều là hơi bị mỏi răng đấy. Răng dạo là răng yếu kìa. Đúng vậy, chúng ăn cứ hết rồi. Nhiều sụn quá cả nhà, nhai nó hết răng. Hơi mỏi răng. Vừa nhỉ, ăn nó ngon. Thì sụn quá. Nhưng mà phải nói may được, cái thơm rồi. Thơm. Dạ. Đấy cả nhà, hôm nay mình làm nguyên khay tế canh thôi. Là tiếp khách ông bạn Thánh Ướt, nhiều bạn cũng hỏi lâu lắm rồi không thấy ông Thánh Ướt mà ông đi làm. Ông vừa là thợ xây là kiêm luôn cả sơn cửa sơn nhà. Ngày cuối năm này nó hơi bận rộn. Thôi video nó có thời lượng nha, kết thúc video rồi nha. Hẹn cả nhà nếu sau, chào các em ơi. Chào các em nhá. Hẹn nếu sau nhá. Thánh Ướt đã xuất hiện.